ở ấp 7 xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Giang thời, có 9 người con. Cả đời tảo tần lam lũ, ông Bun đã gây dựng được cơ ngơi kinh tế mà nhiều người mong ước. Con cái đều có gia đình riêng, đi làm ăn ở nhiều nơi. Thế nên với ông, Tết là dịp duy nhất trong năm để đoàn tụ. Trên vùng đất trũng thấp, ông Thạch Bun vẫn nhớ như in về ký ức những năm tháng vất vả mưu sinh. Trước đây thì ra riêng cái xứ này đồng chấp này có gia đình tôi đầu tiên. Nói thẳng là đầu tiên ở đây không có ai hết. Rồi chim chích ra đây giữ chợ, giữ nhiều lắm. Rồi về đây bắt đầu từ từ cái bận được chút ít tích lũy ra để cũng sinh hoạt gia đình rồi chăn nuôi. Rồi làm ruộng kinh tế rồi phụ thêm. Rồi ngày nay cũng có chỗ ăn chỗ ở. Cái thời gian đó là nó có khó khăn lắm. Còn chỉ có một chiếc xuồng một thôi. Rồi tôi phải đi dằn câu dằn lưới đằng kiếm tiền mua gạo ăn. Rồi con đó là đâu có bờ lội như vậy, đâu có lội xe như vậy, là phải là trong sảy rồi cởi quần áo ra để sổ cái vô cái bọc xà bông hồi xưa đó, sổ trong đó hai ba cuốn đó, rồi đội lên đầu, cởi quần áo đội lên đầu, ra tới ngoài sớm đó, mới là bận áo quần áo mới đi học được. Mà mỗi lần mỗi gì mà về đó cũng phải lội nước về. Nói chung là không giàu hơn ai, nhưng mà dòm lên thì không giàu hơn ai, mà dòm xuống cũng được. Tất nhiên là con cái cũng được học hành đến nơi đến chốn hết. Với người dân Cà Mau, một năm dù có khó khăn thiếu thốn đến đâu thì Tết cũng phải tươm tất đủ đầy. Điều đó hàm ý cho mong ước sung túc may mắn và hanh thông trong năm mới. Phụ nữ thì mua qua tươi về cắm, làm những món ăn ngon nhất để chiêu đãi mọi người. Mỗi người một tay một việc để không khí Tết cứ tràn đầy trong từng lời nói, nụ cười, ánh mắt. Hàng năm là Tết Nguyên Đán thì con nó tụ họp gì hết. Nói chung là công ty đồ nó có công ty mà ở thành phố đó trong gom gì tập trung về đầy đủ hết à, không khí nó đầy đủ rồi vui, rất vui. Con nó gì thì với sum họp gia đình rất vui, mình làm cha làm mẹ con gì con cháu gì đồng vui lắm à, cũng hạnh phúc. Không khí Tết của cái ấp 7 này đó thì nói chung cũng đang háo hức, ai cũng chuẩn bị cho ngày 30 Tết, 3 ngày Tết này cho được là tôm tất, bị trong một năm cực khổ mà. Thành ra có sự chuẩn bị, hiện giờ đang chuẩn bị rồi đó, như là mua củ hành nè, rồi chuẩn bị làm mứt, làm kẹo rồi. Nói chung là thấy không khí Tết nó cũng bắt đầu chuyển mình rộn ràng rồi đó. Năm 2020 qua đi với nhiều khó khăn và không khí Tết đã ngập tràn khắp các miền quê Cà Mau. Trong quạt nạn, người ta mới thấy giá trị của tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Riêng gia đình ông Thạch Bun, trong đợt ngập úng mùa mưa lũ vừa qua, đã bỏ tiền túi gần 70 triệu đồng để trao tặng 200 xuất quà cho bà con khó khăn của ấp 7. Bởi thế, nhắc đến gia đình ông Bun, bà con trong ấp 7 đều hết sức kính trọng, mến phục. Nếp nhà được giữ gìn, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Điều đó làm nên một cái Tết đủ đầy, trọn vẹn. Xuân về thì Tết đến, thì bà con ở đây thì chuẩn bị gọn gàng. Cái thứ nhất là dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lộ làng, rồi trồng bông, trồng hoa trên các tuyến đường để xây dựng nông thôn mới. Với ông Bun, một gia đình thì việc gìn giữ nét văn hóa truyền thống là điều hết sức quan trọng. Thế nhưng với nhịp sống hiện đại, chỉ Tết Nguyên Đán thì cả nhà ông mới tụ họp đủ đầy. Và vì thế, đây là cái Tết vui nhất, ý nghĩa nhất. Với người dân quê, Tết là thời gian thảnh thơi để nhìn lại những việc được mất trong năm qua và dự tính cho những công việc trong năm mới. Điều quan trọng nhất là gia đình gìn giữ được sự yêu thương, gắn bó, nền nếp gia đình. Và đối với hàng xóm láng giềng, hóa giải những tị hiềm nếu có, và để vun đắp thêm nghĩa tình, để tối lửa tắt đèn luôn có nhau san sẻ.